Hoan nghênh các bạn đến với chương trình học tiếng Trung giao tiếp theo giáo trình Bố Giả sơ cấp 1. Các bạn sẽ cùng nhau học bài 17 trong giáo trình này. Tiêu đề bài học: Chua cửa làm khách. Các bạn cùng vào bài học với mình nhé. Các bạn hãy mở trang 113 tới trang 114 để chúng ta cùng nhau luyện đọc từ mới. Các bạn hãy đọc to theo mình. Chua cửa, chỉnh chỉnh, chân, can chỉnh, chua, ai ya, khớ chỉ, y tiểu, xin y, sâu xa, trà, quả chứ, sủy biển, xính, lưu sang, xuân ly, sang, chỉ, tả chơ, khung thiếu, tạ ba, đi thịa, ơ, chứ, huy. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau học cách sử dụng các từ mới trong bài học hôm nay. Đầu tiên chúng ta học động từ chua cửa. Chua cửa có nghĩa là làm khách đến nhà ai đó chơi. Ví dụ, chô mùa, wǒ qù wǒ péng yǒu jiā zhuō kè. Cuối tuần tôi đến nhà bạn tôi làm khách. Chúng ta nên dịch là gì ạ? Cuối tuần tôi đến nhà bạn tôi chơi. Chua cửa ở đây chúng ta có thể hiểu là đến nhà ai chơi. Nếu bạn giải tố, các bạn đọc lại. Chô mùa, wǒ qù wǒ péng yǒu jiā zhuō kè. Tiếp chúng ta có chỉnh chỉnh. Chỉnh chỉnh là gì các bạn? Là mời vào, trong đó chỉnh có nghĩa là xin mời, có thể kết hợp với một số động từ khác. Ví dụ như là mời uống là gì ạ? Chỉnh khơ. Tiếp theo chúng ta có phó từ chân. Chân ở đây có nghĩa là thật, thật sự, thường kết hợp với tính từ ở phía sau, dùng để cảm thán. Ví dụ, nǐ zhēn hǎo, bạn thật tốt. Zhēn hǎo, thật tốt. Hay tā zhēn hǎo kàn, cô ấy thật là xinh đẹp. Zhēn hǎo kàn, thật xinh đẹp. Và chúng ta có một cụm thường dùng trong khẩu ngữ, zhēn de mà, thật không. Ví dụ, anh ấy muốn đi Trung Quốc du học, thật không. Tā yào qù Trung Quốc liu xuế, zhēn de mà. Tā yào qù Trung Quốc liu xuế, zhēn de mà. Can chinh, can chinh là tính từ sạch sẽ các bạn ạ. Ví dụ, nǐ de fáng jiān zhēn gān jìng, phòng của bạn thật là sạch sẽ. Can chinh có thể kết hợp với các phó từ phía trước như là zhēn, hǎn, fèi chǎng, vô cùng. Nǐ de fáng jiān zhēn gān jìng. Từ mới số 5 chúng ta có động từ chùa. Chua là gì ạ? Là ngồi. Và khi kết hợp với các phương tiện giao thông thì có nghĩa là đi. Ví dụ mời ngồi là gì? Chỉnh chua, chỉnh chua. Mời vào, chỉnh chỉnh. Mời ngồi, chỉnh chua. Hay ví dụ như là kết hợp với các phương tiện giao thông mà chúng ta khi tham gia chúng ta sẽ được ngồi ở ghế. Ví dụ như là ngồi đi ô tô là chua chưa, chua chỉ chưa. Hay đi tàu hỏa, chua hỏa chưa, đi máy bay, chua phây chi, vân vân. Đây, các bạn có thể xem các ví dụ cụ thể. Chua công công chỉ chưa là gì ạ? Đi xe buýt này. Công công chỉ chưa là xe buýt. Đi máy bay, chua phây chi. Các bạn dịch nhá. Tôi đi xe buýt đến trường. Sẽ dịch thế nào ạ? Tôi đi xe buýt là gì ạ? Ủa chua công công chỉ chưa. Vậy câu này sẽ dịch là 我坐公共汽车去学校. Ai ya, đây là một thán từ, có nghĩa là gì ạ? Ái chà, ôi chào. Ví dụ, ai ya, hảo mẹ ya, ôi chào, đẹp quá. Như vậy thán từ này thường đặt ở đầu câu, dùng trong câu cảm thán. Ai ya, hảo mẹ ya. Chúng ta có từ mới số 7, tính từ khơ chỉ, khách sáo, khách khí. Các bạn đã biết một từ là gì ạ? Đừng khách sáo, không có gì là gì ạ? Bố khơ chỉ. Khơ chỉ ở đây sử dụng như tính từ. Ví dụ,
bạn khách sáo quá sẽ nói là gì ạ? Nǐ tài kē qī lǎo. Nǐ tài kē qī lǎo. Tiếp theo, y điểm là một chút, một ít. Khi nó đứng sau tính từ thì nó ngầm mang ý so sánh, có nghĩa là hơn một chút, hơn một ít đối với đối tượng đã nhắc ở phía trước. Ví dụ, yǒu měi yǒu xiǎo yī diǎn de yī fù, có cái áo nhỏ hơn chút không? Có nghĩa là cái áo nhỏ hơn so với cái áo ở phía trước. Xiǎo kết hợp với yī diǎn, xiǎo yī diǎn có nghĩa là nhỏ hơn một chút. Yǒu měi yǒu xiǎo yī diǎn de yī fù, hay tài quý lǎo, có thể phiến yī diǎn ma? Đắt quá, có thể rẻ hơn chút không? Phiến yī diǎn, rẻ hơn một chút. Ngoài ra, yī diǎn có thể kết hợp với danh từ. Trong trường hợp này, nó sẽ làm lượng từ. Một chút cái gì đó, ví dụ, yī diǎn qiān, một chút tiền. Qǐng gěi wǒ yī diǎn qiān, một chút trà. Yī diǎn chá, một chút cà phê. Yī diǎn cà phê. Xī nì, tấm lòng, danh từ. Zhè shì wǒ yì, wǒ de yī diǎn xī nì, đây là một chút tấm lòng của tôi. Thì ở đây yī diǎn kết hợp với danh từ xī nì, một chút tấm lòng. Các bạn đọc lại. Zhè shì wǒ de yì diǎn xī nì. Shǒu xià có nghĩa là nhận lấy, thu nhận. Qǐng shǒu xià wǒ de ài, xin hãy nhận lấy tình yêu của anh. Câu này rất là hay ạ. Qǐng shǒu xià wǒ de ài. Trà là gì ạ? Danh từ trà, ví dụ chúng ta có uống trà là hư trà, lụy trà. À, bình thường dịch nghĩa là gì ạ? Trà xanh. Và bây giờ trong cái ngôn ngữ thịnh hành bây giờ thì để chỉ những người con gái bên ngoài tỏ vẻ ngây thơ hiền lành nhưng mà thâm tâm thì lại thủ đoạn. Chúng ta thường có cái cụm từ là gì ạ? Lụy trà biểu, em gái trà xanh đấy ạ. Lụy trà biểu. Ông nội tôi thích uống trà. 我爷爷喜欢喝茶. Của dế dế xì khoan hứa trá. Từ mới 12 danh từ của trư. Của trư là nước ép hoa quả các bạn ạ. Ví dụ, Wǒ měi tiān dōu hē guǒ zhī. Tôi mỗi ngày đều uống nước hoa quả. Wǒ měi tiān dōu hē guǒ zhī. Xuý biàn. Xuý biên đây là động từ tùy tiện, thoải mái. Từ này sử dụng khá là thoải mái và đơn giản. Ví dụ các bạn có thể đặt ở đầu câu. Xuý biên nǐ zěnme xiǎng. Tùy bạn nghĩ sao cũng được. Xuý biên nǐ zěnme xiǎng. Hay nǐ xuý biên mái, wǒ fù qiān. Nó có thể đứng trước động từ. Xuý biên cộng với động từ. Tùy ý làm gì đó. Nǐ xuý biên mái, wǒ fù qiān. Xiếng, xiếng ở đây là động từ, được. Các bạn có thể sử dụng độc lập, được, đồng ý với ai, xiếng, không được là gì ạ? Bù xiếng, được không? Xiếng ma, xiếng ma. Mama, 我可以出去玩吗? Mama, 我可以出去玩吗? Mẹ, con có thể ra ngoài chơi được không? Thì sẽ trả lời là gì ạ? Được là gì ạ? Xiếng, hoặc mẹ không đồng ý, bù xiếng. 10 năm chúng ta có danh từ lù sàng có nghĩa là trên đường. Lù sàng yǒu hěn duō rěn, trên đường có rất nhiều người. Lù sàng yǒu hěn duō rěn. Hay huǐ jiē de lù sàng nghĩa là gì các bạn? Trên đường trở về, huǐ jiē de lù sàng. Tiếp theo tính từ xuân lì là thuận lợi ạ. Ví dụ, tā de gōng zuò hěn xuân lì. Công việc của cô ấy rất là thuận lợi. Hay hoặc là học tập rất là thuận lợi. Xuế xí hẳn xuân lì. Chúng ta có danh từ sàng cũng là động từ. Sàng có nghĩa là gì ạ? Nếu là danh từ, nó sẽ làm danh từ chỉ phương hướng, có nghĩa là phía trên. Thế còn là động từ thì có nghĩa là lên. Và khi làm danh từ chỉ phương hướng thì nó thường đứng sau danh từ, có nghĩa là phía trên một đồ vật, sự vật nào đó. Ví dụ, lấu sàng. Lấu sàng là gì ạ? Trên tầng. Hay chưa sàng. Chưa sàng là trên xe. Là động từ thì sàng sẽ kết hợp với danh từ phía sau, lên đâu đó. Ví dụ, sàng lấu, lên tầng, lên lầu. Hay sàng chưa là gì ạ? Lên xe.
chỉ. Chỉ ở đây có nghĩa là đông đúc, chật chội, nó là tính từ. Ví dụ cung cung chỉ chưa hấn chỉ, xe buýt rất là đông. Nếu là nó là động từ thì nó còn có nghĩa là chen vào đâu đó. Ví dụ như là chỉ chin chỉ. Chỉ chin chỉ có nghĩa là gì ạ? Chen vào, rúc vào. Tiếp theo các bạn có tả trưa. Tả trưa là gì ạ? Là đón taxi, bắt taxi đi đâu đó. Ví dụ, tha mấy thiên tấu tả trưa sẵn ban. Ngày nào cô ấy cũng đi taxi đi làm. Đó, thì ở đây tả trưa sẵn ban là gì ạ? Đón taxi đi làm hoặc đi taxi đến trường là gì ạ? Tả trưa chỉ xuế xeo. Chúng ta có từ tả ba là cách dịch âm của từ xe buýt ạ. Xe buýt hoặc là xe khách. Và đương nhiên nó sẽ kết hợp với động từ chùa. Chùa tả ba có nghĩa là đi xe khách hoặc đi xe buýt. Ủa cân chia rấn chùa tả ba chỉ lủy yếu. Nghĩa là gì ạ? Tôi cùng người nhà đi xe khách du lịch. Ủa cân chia rấn chùa tả ba chỉ lủy yếu. Khung thiếu. Khung thiếu là gì ạ? Điều hòa. Và các bạn nhớ động từ mở điều hòa sẽ là khai khung thiếu. Ngược lại, quan khung thiếu là tắt điều hòa. Thay rửa là khai khung thiếu bà. Nóng quá, bật điều hòa đi. Thay rửa là khai khung thiếu bà. Từ mới 22, tỉ thỉa, tàu điện ngầm. Và động từ đi theo nó cũng sẽ là chùa, chùa tỉ thỉa. Ủa chùa tỉ thỉa chỉ Sảng Hải. Tôi đi tàu điện ngầm đến Thượng Hải. Ủa chùa tỉ thỉa chỉ Sảng Hải. Chúng ta có tính từ ưa. Ưa là gì ạ? Đói. Ủa hảo ưa. Tôi đói quá. Ủa hảo ưa. Hảo ở đây sử dụng như là từ khẩn ạ, thường dùng trong khẩu ngữ, có nghĩa là rất. Wǒ hǎo ě. Chí là gì ạ? Ăn. Chí fàn là ăn cơm. Chí fàn là ăn cơm. Jīn tiān nǐ chí shénme? Hôm nay bạn ăn gì? Động từ huì. Huì là biết làm gì đó và thông qua rèn luyện học tập mới biết. Đây, biết một kỹ năng, kiến thức nào đó thông qua học tập rèn luyện cho rồi. Ví dụ như, Tha huì yīng yǔ, bú huì hán yǔ. Cô ấy biết tiếng Anh, không biết tiếng Hàn. Hoặc, ví dụ như là biết nấu cơm là gì ạ? Huì chua phản, biết lái ô tô. Huì khai chưa, kể cả uống rượu cũng thế. Muốn biết uống cũng phải uống nhiều, rèn thì mới biết. Nên chúng ta biết nói là biết uống rượu là gì ạ? Huì hứa chiểu, huì hứa chiểu. Và phủ định không biết sẽ là bú huì, bú huì hứa chiểu. Động từ sử là gì ạ? Thử. Ví dụ, 我可以试一下吗? 我可以试一下吗? Tôi có thể thử một chút được không? Sử ý xa thì các bạn có thể thay thế bằng việc lặp lại động từ sư sư. Một là 我可以试试吗? Hoặc 我可以试一下吗? Đây là sủi cảo tôi tự gói, bạn thử một chút đi. Là gì ạ? 这是我自己包的饺子,你试试吧. Mời các bạn cùng học ngữ pháp. Đầu tiên, chúng ta cùng ôn lại cấu trúc ngữ pháp của từ khái sử dùng trong câu hỏi lựa chọn A hay là B. Các bạn xem lại ví dụ nhé. Nǐ hè chá hái shì hè cà phê? Bạn uống trà hay uống cà phê? Kết nối giữa A và B là hè chá và hè cà phê. Hay, wǒ men shàng wǔ chú fā hái shì xiào wǔ chú fā? Chúng ta đi vào buổi sáng hay đi vào buổi chiều? Như vậy ở đây A là gì ạ? Sang ủ chu pha là buổi sáng xuất phát. Và xeo ủ chu pha là B, có nghĩa là buổi chiều xuất phát.
Kiến thức ngữ pháp tiếp theo, châu sử, chính là dùng để làm gì ạ? Để biểu thị ý nghĩa nhấn mạnh, thường kết hợp với cụm động từ ở phía sau. Có lúc của chúng ta sẽ không dịch nghĩa mà chủ yếu để nhấn mạnh vào động từ hoặc cái nguyên nhân, lý do chính của vấn đề. Ví dụ, 我父母就是不同意我去, bố mẹ tôi chủ yếu chính là không cho tôi đi. Ở đây 就是 đứng trước cụm từ 不同意我去 để nhấn mạnh là gì ạ? Cái nguyên nhân chính để anh ấy không đi chính là bố mẹ không đồng ý cho anh ấy đi. 我父母就是不同意我去. Hay 我就是不想睡觉. Tôi chỉ là không muốn ngủ. Thì đấy, ở đây nguyên nhân mà anh ấy không ngủ chính là vì anh ấy không muốn ngủ ạ. Thì ở đây 就是 nhấn mạnh trước cụm từ, đặt trước cụm từ 不想睡觉 để nhấn mạnh nó. 我就是不想睡觉. Hay 年轻人就是很有活力. Nghĩa là gì ạ? Tuổi trẻ rất là sung sức. Nhấn mạnh vào đây là người trẻ thì luôn luôn có sức lực và rất là sung sức. 年轻人就是很有活力. Tiếp theo, ngữ pháp từ huy là biết, biết thông qua học tập trau dồi. Mình đã giảng ở phần trên rồi, chúng ta xem thêm ví dụ. Tha huy tả lán chiếu, huy sẽ kết hợp với động từ ở phía sau, có nghĩa là biết làm gì đó. Tha huy tả lán chiếu. Ngoài ra, phủ định sẽ là gì ạ? Bú huy kết hợp với động từ. Wǒ de péng yǒu bú huy yǒu yǒng. Bạn tôi không biết bơi. Wǒ de péng yǒu bú huy yǒu yǒng. Các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc bài khóa. Có hai nhân vật là Liễu Lão Sư là thầy giáo Lưu và Ta Wei là David. Các bạn cùng đọc nhé. Chính chín, chính chín. Mời vào, mời vào. Lão Sư, nín tợ chia, chân can chiêng à? Là gì ạ? Thầy ơi, nhà thầy thật là sạch sẽ. Lão Sư, nín tợ chia, chân can chiêng à? Sư ma, lái. Chua chua bà. Ôi thật à, nào ngồi đây đi. Sư ma có nghĩa là gì ạ? Đúng vậy à, thật à. Lái là gì ạ? Tới đây, nào. Chua chua bà. Chơ sư kẩy nín tờ lì u. Đây là quà tặng thầy ạ. Chơ sư kẩy nín tờ lì u. Kẩy nín tờ lì u. Quà tặng thầy ạ. Ai à, nhì mân thay khơ chi lọ. Ôi chào các em khách sáo quá. Ai dạ, nì mân thay khơ chi lọ. Y tiểu xin nhì, chỉnh sâu xạ. Đây là chỉ một chút tâm ý thôi ạ, tấm lòng thôi ạ, thầy nhận lấy ạ. Y tiểu xin nhì, chỉnh sâu xạ. Xie xie, nì mân khơ sẵn mơ. Cảm ơn, các em uống gì? Trà, hay sư của chứ? Trà hay là hoa, nước hoa quả? 谢谢,你们喝什么? 茶还是果汁? 随便,什么都行? Thế nào cũng được ạ. 随便,什么都行? Wǒ hē chǎ. Mary nói là gì ạ? Wǒ hē chǎ. Em uống trà. Lù shàng shùn lì ma? Các em đi đường có thuận lợi không? Lù shàng xuân lì ma? Bú thai xuân lì. Chơ sang yếu tiến chỉ. Dạ không thuận lợi lắm. Trên xe hơi đông ạ. Chơ sang chúng ta đã học ở phía trên, có nghĩa là trên xe. Bú thai xuân lì. Chơ sang yếu tiến chỉ. Nì mân nì ban chua công công chỉ chơ hay sư tả chơ? Các em là thông thường là đi xe buýt hay là đi taxi? Nǐ men yìbān, yìbān đây có nghĩa là bình thường, thông thường. Nǐ men yìbān zuò gōnggōng qǐchē hái shì dàchē? Wǒ xǐhuān zuò gōnggōng qǐchē, kōng tiáo dà bā, hěn shūfù. Em thích đi xe buýt điều hòa thì rất là thoải mái ạ. Kōng tiáo dà bā là xe buýt điều hòa, có nghĩa là xe buýt có điều hòa đấy ạ. Hěn shūfù, rất là thoải mái. Wǒ xǐhuān zuò dì tiě. Em thì thích đi tàu điện ngầm. 我喜欢坐地铁. Nǐ men èr bǔ èr? Các em đói chưa?
中午在我家吃饺子怎么样？Các em đói chưa? Buổi trưa ở nhà thầy ăn sủi cảo thế nào? 太好了，我最喜欢吃的就是饺子。Ôi tuyết à, tốt quá, món mà em thích ăn nhất chính là sủi cảo. 太好了，我最喜欢吃的就是饺子。你们会包吗？Các em có biết gói không? Bao ở đây là gói đấy ạ. Nǐ men huì bao ma? Bǔ tài huì. Wǒ men shì shì bǎ. Không biết lắm ạ. Để chúng em thử nhé. Sau đây chúng ta cùng nhau vào phần luyện tập. Các bạn hãy điền các từ sau vào chỗ trống chúng ta có dấu tiễn. Hơi, y tiễn một chút, bǔ tài không lắm. Zuì là nhất, tài là quá lắm, zhēn là thật, dùng trong câu cảm thán. Câu thứ nhất, 今天天气怎么怎么热22度22độ thì không nóng lắm nên chúng ta sẽ điền từ yếu điểm. 今天天气有点热22度. Câu số 2, 今天天气怎么怎么热所以我在房间. Vì vậy tôi ở trong phòng thì có nghĩa là hôm nay là nóng và chúng ta đây có thể sử dụng từ 真. 今天天气真热所以我在房间. Câu số 3,北京的夏天是六月、七月和八月。七月怎么怎么热？thì ở đây sẽ là tháng bảy là nóng nhất nên chúng ta sẽ điền là gì ạ? 七月最热。câu bốn, 今天怎么怎么了？như vậy chúng ta nhớ đến cấu trúc là 太怎么怎么了。今天太热了。câu năm, 今天怎么怎么热啊？请给我怎么怎么水。Vậy ở đây chúng ta có thể kết hợp với từ chân giống như câu cảm thán. Chín thiên chân rơ à, chỉnh cái wǒ yī diǎn shuǐ, một chút nước. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn dấu tiền và y tiền để điền vào đây. Thông thường dấu tiền sẽ thường kết hợp với tính từ ở phía sau, còn y tiền thường đứng sau tính từ hoặc đứng trước một danh từ để làm lượng từ. Các bạn xem nhé, câu thứ nhất. Wǒ měi chī wǎn fàn, chấm chấm ơ. Như vậy ở đây chắc chắn sẽ điền từ gì ạ? Dấu tiễn, ơ là tính từ, hơi đói, dấu tiễn ơ. Câu số 2, cà phê lì, chỉnh gia, chấm chấm tháng, thêm, chấm chấm một chút đường. Ở đây là phía sau là danh từ, nên chúng ta sẽ điền y tiễn, chia y tiễn tháng, cho thêm một chút đường. Wǒ shì xuě shēng, měi you hěn duō qiān, zhí you chấm chấm qiān. Như vậy ở đây qiān cũng là danh từ nên chúng ta sẽ điền y tiễn qiān, một chút tiền, chỉ có một chút tiền. Tīng shuō Bèiqīng de dōngtiān chấm chấm léng, wǒ yào mái máo yī. Như vậy ở đây đứng trước tính từ chúng ta sẽ điền là gì ạ? Dấu tiễn léng là hơi lạnh. Câu số 5, zhè jiān yī fù de yán sè chấm chấm shēn. Ở đây shēn cũng là tính từ nên chúng ta sẽ điền là gì ạ? Yǒu diǎn shēn. Zhè jiān yī fù de yán sè yǒu diǎn shēn. Các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã cùng nhau học hết bài 17 trong giáo trình Bố Giả 1. Các bạn hãy về nhà ôn tập thật kỹ bài học hôm nay, đặc biệt là hãy tóm tắt lại bài khóa và học thuộc nhé. Các bạn có nhu cầu học tại Tiếng Trung Ánh Dương có thể tham khảo trên website tiengtrunganhduong.com hoặc tham khảo khóa học online trên trang nihao.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau. Chào tạm biệt.